cúi đầu đảnh lễ mười phương chư Phật Bồ Tát tướng thương bao lần chứng tri con đã ăn năn. Sám phiền não chướng vết hằn nội tâm mà bao ác nghiệp cũng âm thầm mà gây nhiều chướng ngại gieo mầm khổ đau. Con xin tha thiên khẩn cầu sám hối nghiệm chướng đê đầu trình lên. Nghiệm là quả báo nhân duyên, như là trang sức tự nhiên của đời. Nghiệm là mầm mống luân hồi. Tháng sinh sáu cõi là nơi nghiệp lành. Nghiệp báo ứng rất vô tình, nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân. Nghiệp là quả, nghiệp là nhân. Trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai, thấm thâu về nghiệp mấy ai. Ngoại trừ Phật trí vượng ngoài thế gian, mênh mông chẳng thể nghĩ bàn. Phàm phu trí thiện há toán nghi ngờ, lý sâu nghiệp báo mù mờ. Dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi, thấy nghe nông cạn trong đời. Người hiền sao chịu bao thời đắng cay, người ác lại có đủ đầy. Nhà cao cửa rộng thơ thầy chất sân, thấy đời thiên ác bất phân. Cần chi tích đức tu nhân để phòng, mà mê lầm nghiệp bao chẳng thông. Rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa. Hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau. Sinh báo thì quả hơi lâu, đời này thiện ác đời sau hướng đền. Hậu bao lại ứng triền miên, tứ thời quá khứ qua miền vị lai. Cho nên đừng kể thấy ai hiện lành mà phải một đời khổ đau. Hiểu rằng sinh báo từ đâu, hoặc do hậu báo trước sau cũng đành. Chớ nhìn kẻ ác cặp hơn, mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm. Mà sinh báo hậu bao chẳng lầm, là do tội phước sưu tầm kiếp xưa. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phước mong nhờ mãi sau. Án thời phương giảm tội sâu, nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên. Tu hành mà nghiệp báo lên, dễ gì thành tựu chú viên mọi bề. Nên cùng trí thức cận kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần. Được cùng thiên hữu cẩn thận, con đường đạp đạo mười phần thuận xuôi. Nay con sám hối nghiệp rồi, cầu xin chư Phật xét soi lòng thành.
Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lại Phật Thánh Hiền Chư Tăng, một lòng tha thiết thưa rằng: kể từ vô thị đã hằng gây ra, tội nhiều như các bão la, trái dài như bãi hằng hà đôi bên. Vậy mà chẳng biết căn nguyên, do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này, hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệm vào vô giám ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệm do ý ác bạn tà đua theo, khinh chế lời Phật biểu điều, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bạn lành chỉ bao đường ai, biểu môi chu mỏ ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm điều dâm dục chẳng phân chánh tà, giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật đi. Của hàng hiền chúng tăng ni, vô tình pha rối không chi chẳng làm, mà kể ra khôn xiết lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn năn tận cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son, giúp con nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Con nay đã sám tội rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh phiền não nhất tề, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác phát quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không tâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ ngu tôi của thân thiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa, thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp thiện vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sáu ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng trướng tăng, mười thư trí lực trang hoàn thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của ngài, tám mươi vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng
minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con quy tam bảo chẳng mòn đức tin. Sám hối án đạo xong rồi, con xin sám khổ luân hồi thẳng dư trời người trong cõi diêm phù, đều mang khổ báo nghiệp dư tràn trề. Cõi trời vẫn lắm đam mê, cõi người còn phải ê chề báo dư, cho nên xin mang diêm phù. Cuộc đời bấm thọ tính dù trăm năm anh, mấy ai sống tới tuổi trăm mà còn người yêu thọ số nhậm hằng xa, huống hồ từ thuở sanh ra mang bao hình thái khổ trà tâm can anh. Buồn phiền sợ hãi lo toan, có đau phục chốc nghèo nàn rời tâm, mà khổ báo nung nấu âm thầm là do thiện nghiệp quá tầm mong manh anh. Ác nghiệp nảy nở đua tranh, làm cho kiếm sống chẳng thành tựu chi, truy nguyên khổ bao cũng vì tàn dư tiền kiếp đến kỳ phận ra. Hôm nay sám chữa Phật Đà, nguyện xin tiêu diệt hẳn hà tội xưa, bao nhiêu khổ báo còn thừa, cũng xin sám hối diệt trừ mọi nhân anh. Đã gieo không biết bao lần, từ đời vô thủy tập huấn đến giờ, biển mê chẳng có bên bờ, luân hồi nhân qua sáng chờ báo chung em. Kiếm trời hay kiếm người cùng, lãnh chia nghiêm quá không mong thoát nạn, sám hối khổ cõi nhân gian, hòa thừa oan cố thân tàn tật đau em. Giác quan chẳng đủ như nhau, cũng do tội của đáo đầu dẫn đưa, ba án tám nạn dây dưa, mạng sông ngăn ngũi sớm trưa vô thường, họ hàng quyên thua quấn vương, sinh ly tử biệt muôn đường khổ đau. Oan gia khổ bao đổi đầu, ghét yêu sợ hãi phải đau do mình, khổ bao nước lửa đạo bình, chiến tranh nguy khốn rập rình kề bên, xa quê mồ mả tổ tiên anh. Nhiều phen lưu là nơi miền hoang vu, khổ báo lao ngục cầm tù, tai bay hỏa gửi oán thù khảo tra, khổ báo miệng lưỡi gian hoa, vô hoàng giá hỏa cửa nhà nán tan, khổ báo hỏa
hoạn nạn miên man. Dịch tả số ve phong hàng liệt thân, khổ bao á quỷ phi nhân, ngầm gieo tai họa muôn phần hiểm nguy. Khổ bao yêu mỹ thần kỳ, sanh điều quái đáng lâm ly hoàng đường. Mạng người như chỉ treo chuông, mãi lo khổ báo chẳng vương thoát nạn. Hải hùng thú giữ trên ngàn, sợ loài cá sâu dưới làng nước ăn. Sám hối khổ báo từ đâm mang, tự treo tự sát tự cầm vật sâu, lửa dữ mà tự nhào đầu, cháy tiêu thân xác chẳng cầu mà vương. Sám hối khổ báo tai ương, không danh không phận sanh đường tiền thí. Y phục thực phẩm chi ly, chẳng bao giờ đủ ai bi não nùng. Làm gì cũng gặp nghiệp hung, cản đường chẳng lối chẳng dung viện nào. Đời này và cán đời sau, nghiệp dư quay pha kiếp nào mới tan. Hòa tai biển cô trái ngang, những điều ương ách muôn vàng khổ đau ân. Hôm nay đệ tử hội đầu, hướng về chư Phật khẩn cầu giải oan. Triệt tiêu tội chướng ách nạn, con xin sám hối lễ tràng ăn ấy năng. Con vì ba nghiệp sáu căn đã xin sám hối mọi phần đã xong. Mà bốn loài sao nếu lòng vòng, bao nhiêu nghiệp ác cũng mong tiêu dần. Công đức sám hối vô ngần, cũng đem hồi hướng thảy tuần tử dân. Chúng sanh mọi loại khắp trần, cùng nhau sám hối thân tâm an toàn. Ba tài ách với tám nạn, nguyện xin tất cả tiêu tan đời này. Ăn mặc tất cả đủ đầy, chẳng tin tam bảo chẳng ngày nào lơi. Vô thường dù sai đến nơi, cũng không hối tiếc thân đời chút chi. Cực là thế giới tức thì, tìm về hậu hạ Đức Di Đà Ngài. Lại cầu trong kiếp vị lai, được nghe Di Lặc chỉ bài tiếng tu. Nguyện cùng ban hữu đồng tu, sanh nơi chánh pháp hưng phù tín tâm anh. Chẳng sanh ngoài đạo mê lầm, mà hộ trì tam bảo tâm thần sáng trong. Đời đời kiếm kiếm một dòng, hóa sinh tự tại trong lòng hoa sen. Vui nhờ cơm áo tự nhiên, tâm tự an ổn chẳng phiền chẳng lo. Nguyện không phân biệt nhỏ to, nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài. Một tâm bình đẳng cứu đời, không hề phân biệt ta người oán thân. Đời đời kiếp kiếp được gần, mười phương chư Phật thấm nhuần từ bi.
kế ngữ ma oán cuồng si, được cùng Bồ Tát Đề Huệ sống chung. Bồ Đề kiên cố không cùng, tuyên dương Phật Pháp vang lừng thế gian. Đại thừa ráng rỡ đạo tràng, phân thân vô số cứu nạn chúng sanh. Muôn loài xa lánh vô minh, tâm không thoái chuyển đăng trình linh sớm. Xưa kia chư Phật đã từng cùng chư Bồ Tát thành tâm thệ nguyện, nguyện tu phước trí vô biên, rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh. Nay con cũng nguyện tu hành trao dồi phước trí viên thành đạo sâu. Cũng xin hồi hướng phương màu, nguyện vì lời lãng mong cầu chúng sinh, tiếng tu Phật quả sâm thành. Chúng sinh ân hưởng nương lành từ bi, không gian dẫu tận hề chi. Chúng sanh dẫu hết từ bi chẳng mòn, hạnh nghiệp dẫu hết sắc son. Phiền não dẫu hết hãy còn Phật tâm anh. Thiết tha thề nguyện tâm trầm, quyết tu phước trí mê làm triệt tiêu. Công đức hồi hướng cao siêu, nguyện xin kiên cố sấm nhiều hằng sáng. Một lời thề nguyện phát ra, không bao giờ tận phá ba ngục tù. Mong sao chi cả vẫn tu, chư Phật Bồ Tát viên chu tán thành. Mười phương tam bảo chứng minh, từ bi nạp thọ tâm thành của con. Lời nói thô ác ôm sòm dệt theo, tấn công nói lưỡi hại chiều. Nói lời chẳng thật đặt điều dối gian anh. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là những địa ngục đàn đoá xa. Cùng loài ngạ quỷ ác ma, chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua cú phát thanh rợn người. Nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thối nói lời điêu hoa. Hai tranh hai cái người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần. Quý tam bảo ngàn lần ăn năn anh. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày. Chúng con nhiều kiếp đến nay, dùng lời thô ác mà gây giận hờn.
với người gây gỗ tránh hơn nói năng bất nhã khinh lợn người trên chẳng phân quen là sang hèn thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phũ phàng khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa cùng người xô xa quốc hòa oán trời cách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang trần tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên tội tình vô lượng vô biên nay xin sám hối nghiệp điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên ăn không nói có hư huyền đặt điều nói lao làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền cũng mưu lừa dối nói điên làm quan làm cho chia rẽ họ hàng làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã tựu thành thánh nhân tư thiền bám định chứng phần Bồ Tát là hắn được thân thánh hiền bày điều sai khiến lòng thiên sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Này con sám hối xin chừa lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ hoặc dùng lời lẽ tiếng to văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi lẳng lơ lời nói tiếng cười làm điều sằng bậy dụ người tà dâm mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn. Mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay hoặc dùng ý ngữ khoe tài vu không xuyên tạm chê bai trung thần dèm pha hiếu tử hiền nhân khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay có oan khó nổi có bài ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh. Nay con phát lộ chí thành tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ kể từ kiếp kiếp nghìn thu gây ra tội lỗi oán thù vì đâu bày ra lời nói đôi chiều. Tháng dương ngoài mặt đặng điều sau lưng dèm pha phần tán đôi đường tấn công khích bác lời dường như dao vua tôi nghi kỳ lắm nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa hai bên liền kết an hòa cũng vì theo vết dèm phá sự tình gây nên thù oán giao tranh làm cho nước loạn dân lành khóc la ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày con nguyện tu sửa từ đây nguyện cho tội ác miệng này hóa không ác nghiệp miệng sám vừa xong nhờ công đức sám mà lòng được yên.
Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành. Phán ngôn lời lẽ đành đành, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rằng ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay. Cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miên mài quý ơi. Từ xưa vô lượng tội tình, những khổ bao chướng quanh mình bủa vây. A Tỳ địa ngục khổ thay, như lời Phật dạy chẳng ngày thoát ra. Chịu bao thống khổ khảo tra, quanh Tỳ ngục tượng là sắc vây, trên thì lưới sắc dâng đầy, dưới thì rừng kim đao dày đan nhau anh. Bốn bề lửa dữ thổi vào, tội nhân trong đó kháng nào nướng quay, cửa thành cho sắc bao vây, nành dài vuốt nhọn mắt tày anh sao anh. Trên không chim sắc đua nhau, móng gan mỏ thép móc hầu tội nhân. Đầu trâu ngục tốt rần rần, hết là đánh đập chặt bầm phân thấy anh. Lại thêm xe kiếm đao cày, trên công bổ xuống bảy ngày ruột gan. Như vậy muôn tháng ức năm, mà sống thì chẳng đưa trên càng không xong, mà khổ bao như thế chẳng cùng. Con xin khẩn thiết hết lòng ăn năn, còn bao khổ bao nghiệp nhân, đọa vào địa ngục cán tầng khác nhau. Khổ bao thân rã chẳng đầu, vào nơi cây kim núi đau thọ hình. Khổ báo thiêu đốt thân mình, nằm giường sắc nóng mặn tình kêu la. Khổ báo nghiền nát thịt da, bánh đao xe lửa nghiến cả nát thay. Khổ báo chừng nấu nướng quay, chui vào lò lửa tan thay vàng dầu. Khổ báo tàn phủ nát nhầu, vào ngục nuốt sắc uống dầu đồng sôi. Khổ báo xương nát thịt rơi, vào ngục côi sắc say người nát tan anh. Khổ báo ăn nói dối gian, trâu đen cày lưỡi miệng tràn máu tươi. Khổ báo lòng đốn rã rời, dây đen đi
dục sáu thời thiết căn, khổ bao ngập nướng trôi trong, chìm trong địa ngục cho hồng phấn sôi. Khổ báo da nứt thịt phơi, chôn địa ngục lạnh đời đời giá băng. Khổ báo tàn sát hung hăng, địa ngục chim sắc sói lan cắn nhầu. Khổ báo đâm chém lẫn nhau, địa ngục đao kiếm móc hậu bầm thay. Khổ báo bị nương bị quay, địa ngục ngậm lửa tối ngày đốt thui. Khổ báo kẹp nát hình hài, địa ngục banh sắc nghiêng say tan bàn. Khổ báo mổ xẻ thân mình, đọa vào hắc nhĩ cưng hình khảo trai. Khổ báo chém chặt bánh da, địa ngục núi thịt mù lòa tối thui. Khổ báo thịt lũng xương lồi, địa ngục cưa xe khắp người đóng đinh. Khổ báo mổ cắt xe phân. Địa ngục mọc sân treo mình ngưỡng chân, khổ báo nóng nực thiêu thân. Địa ngục cháy đốt rần rần gào la, khổ báo mờ mịt bao la. Muôn đời chẳng thấy anh lòa núi vây. Khổ báo như dại như ngây, ba ba bốn ngục đêm ngày lạnh căm. Bốn ngàn tám vạn ngục phân, đêm ngày thông khổ muôn phần đớn đau. Khổ báo có ruột rút đầu, vón xương nào tùy biết đâu nói cùng. Nhốt giam lẫn lộn trùng trùng, mà nhiều đời cha mẹ với cùng bà con. Ngay thân mình lung chẳng còn, cũng xa ngục đo oán hận chứa chan. Tháng ôi chẳng thể nghĩ bàn, muôn phần thông khổ vạn lần đau thương. Ngày nay sám hối mười phương, chỉ thành cầu khẩn cúng dường chư tôn. Nguyện cho khổ báo ngàn muôn, tất cả tan biến tận nguồn gốc mây xưa. Nguyện nhờ công đức chi thành, ăn năn sám hối pháp lành hiện ra. Khổ báo địa ngục hằng xa, tỳ thành sắc thấy là tinh thánh. Án đạo cũng chỉ là danh, kẹp cùm địa ngục biến thành an vui. Nỗi đau cây kiếm vạm sôi, biến thành cam lộ mát tươi sen hồng. Đầu trâu mập ngựa tàn hung, biến thành Bồ Tát đầy lòng từ bi. Tội nhân ngục tốn thiếu vi, thảy đều thoát khổ tức thì an vui. Pháp tâm vô thượng đời đời, lân lân hạnh phúc cõi trời thiền na. Con xin đành lễ Phật Đà, quy tam bảo ta bà mười phương. Thank you.
điều tội lỗi, hoặc tự làm, hoặc báo người làm, hoặc thấy làm ác vui theo đối với của chùa tháp của chúng tăng, hay của chúng tăng trong bốn phương. Nếu mình lấy hoặc báo người khác lấy, hoặc thấy người trộm lấy, tùy hỷ về tội ngũ vô gián, hoặc mình làm, hoặc dạy người khác làm, hoặc thấy người làm vui lòng theo mười nghiệp bất thiện, hoặc mình tạo, hoặc báo người khác tạo, hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo. Những tội chương đã làm, hoặc có che giấu, hoặc không che giấu, phải đọa vào địa ngục quỷ đói và súc sanh, cũng như các đường ha khác chốn biên địa, dòng hạ tiện những kẻ miệng lệ xa. Càng chỗ như thế, những tội chướng chúng con đã làm hôm nay đều thành tâm cuối xin sám mà hối. Giờ đây phần Thế Tôn chừng biết cho chúng con thường nghĩ đến chúng con trước chư Phật Bồ Tát. Chúng con phải bộc bạch như vậy, hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí, hoàn giữ đường giới thanh tịnh, nhận đến thì một vóc cơm cho các loài súng sanh, hoặc tu tình hạnh căn lành đã có thành tựu chúng sanh, căn lành đã có tu hành Bồ Đề, căn lành đã có và trí vô thượng, căn lành đã có. Tất cả hợp lại so sánh trụ tinh thai, đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, như các đấng phận đời quá khứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế, các tôi đều sám hối ca phước xin tùy ý, và nhờ công đức thanh phận nguyện thành trí vô thường. Chư Phật trong ba đời rất hơn các chúng sanh, biển công đức không lường, con nay thành kính lại. Mười phương thế giới có công, mà ba đời vạn loài cầu mong đại hùng, mà con nay ba nghiệp viễn dung, mà lệ khắp tất cả không trung môn lòng, mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông, khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi phận hằng xa, đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh, vô tận pháp giới tinh anh, tin sâu Phật pháp thanh danh xuất trần. Mỗi người tiếng vọng có phần, phát ra thánh thoát tâm thần sáng trưng, tương lai mỗi kiếp tôn xưng
khen ngợi Phật đức các tình rất sâu. Tràng hoa tươi tốt muôn màu, ai âm nhà ca vĩnh lòng hầu hướng bay. Trang nghiêm thành kính xưa nay, con đem dâng cung đức thầy Như Lai. Hương y có màu không hai, đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi. Cao như quả núi Tu Di, thành tâm dâng cung các vị Thế Tôn. Con nay mở rộng tâm hồn, tin sâu Phật Pháp trường tồn từ lâu. Phổ hiền nguyện lực rất sâu, cúng dường cùng khắp nhiễm màu Như xưa. Con tạo các nghiệp sai, đều do ba độc họa tai nối liền. Từ thân miệng ý truyền miên, giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ. Mười phương các loại đồng hữu học vô học tâm tư nhị thừa, Như Lai Bồ Tát xa xưa tùy hỷ công đức cho vừa lòng ấy tin. Đèn tuệ thắp sáng cầu xin, Bồ Đề thành tự đứng tin bắt đầu. Chúng con kinh thỉnh nguyện cầu, chuyến xe diệu pháp đạo màu đã ban. Chư Phật muốn nhập niên bàn, con xin kinh thỉnh vị hàng phàm ngu cứu trụ giáo hóa công phu. Chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần, cúng dường lễ tán đa phần. Thánh phần trụ thế tâm chân độ đời, tùy hỷ sám hối khắp nơi. Chúng sanh phần đạo đồng thời in sâu. Xin đem công đức nhiệm màu, hướng về thượng giới Minh Châu hiền bày. Tâm tướng tam bảo tự rày, dung thông hai đế chờ ngày thành công. Phương đứng như nước biển đông, mà con nay hồi hướng môn lòng thanh cao. Thân cầu ý nghiệm lão trao, dứt trừ ngạ pháp công lao đức thầy. Tân ca hoặc chướng từ nay, xin đều tiêu diệt. Xin thay phép màu, mỗi niệm trí tuệ làm đầu. Chúng sanh đồ hết không cầu trả ơn. Nghiệp và phiền não đều quên hư không. Bốn pháp như thế dung thông, nguyện nay hồi hương cõi lòng Như ơi Như. Cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát
đài hạnh phố hiền Bồ Tát anh. Cuối lại đứng đài hạnh phố hiền Bồ Tát. Ai dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt nằm về, nếu đem tích chớ suối ghe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tánh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ăn năn. Nhờ công sám hối não phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tương tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly. Trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật. Thank you.
Trong kinh lời phân rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu. Một là phiền não chẳng thiếu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin. Đề đầu sám hối vẫn tiền ăn năn, ý nghiệp liên miên ta thành, nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo anh. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều suy mê, chính vì ngu tối lệ thề tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời phân ân cần, chỉ bài nêu ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. Con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tiền con lại dâm đầu ăn năn. Dập đầu sám hối nghiệp căn, đều do ý tạo vô vàng nghiệp nhân. Chư Phật Bồ Tát ân cần, cùng chư thánh chúng lý chân tự thành, đã từng chỉ giải đành rành. Bằng nhiều phương tiện thực hành tiếng tu, phải coi phiền não như thù. Vì phiền não nhập che mù tuệ căn, nó thường gây những khó khăn, chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành. Não phiền như nước lũ nhanh, cuốn phân mọi hạt giống lành thế gian. Khiến ta thông khổ gian nan, đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau. Não phiền chằng chịt với nhau, như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát ngục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi. Vì dòng nhân quả đời đời ra và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng cần kề chữ tôn. Giúp con gội rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả khẩn cầu, thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật ơi.
Đà. Kể từ vô thị ra vào trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau, tưởng mình tâm thức thâm cao biết đâu dài xa vào mấy mai. Hoặc nuôi ba độc trong nhà, hoặc về ba lầu sanh ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bài oán thiên. Để cho phiền não nổi lên tạo ra vô lượng vô biên tội tình, nay còn xấu hổ tự trình cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chấp hoặc chiều bốn duyên, hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham, việc lành chẳng nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đào ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thủy chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay, hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dân tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mọi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê muội sáu căn, hoặc do sáu thức tâm thần đảo điên, hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liền sáu hành, hoặc do sáu ái hoành hành, sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên, thật là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam anh. Hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sữa như chàm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám câu nên đầy kiếm hoang, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sanh, con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si, hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiếp mê mê tỉnh phàm, chính duyên chẳng chịu tiêu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biên sự câu cao, mười hai thứ nhập nắng nhào tử sinh, mười sao trì kiên tung hoành, mười tám thứ giới ngũ hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. Một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can,
mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tầng sâu rộng đàn nhập tâm. Ta coi ta phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn. Cầu xin chư Phật giải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Phá tầm sám hối mong nhờ, mười phương tam bảo dẫn đưa về. Nguyện nhờ công đức cao dày, khóa môn sám hối đêm ngày, hằng chuyên ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành. Sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong. Não phiền bốn số trong lòng, nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan em. Bốn vô lượng bốn tín tâm, ác duyên thông khổ không cần sợ chi. Nhân duyên năm số đồng thì, siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn. Năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếp kiếm chẳng hằng dính nhớ. Thần thông sao thứ có dư, sao trần chẳng thể làm mờ trăng sao em. Sao ba la mật hạnh cao, sao thứ nhiều hạnh lúc nào cũng thanh. Nhiễm ô chẳng vương trên mình, nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi. Nguyên nhân bảy số trở đi, cho đến mười số tức thì tiêu tan. Ngồi hoa thanh tịnh yên bàn, tám công đứng thủy quay màng lưỡi xanh. Hành mười vị cũng viên thành, đoạn trừ chín đô thực hành chín phen. Nguyên nhân mười một trở lên, mười hai mười tám nhân phiền não tiêu. Nhằm vào thể tánh cao siêu, tánh không lý giải muôn điều đều thông. Bánh xe chánh phá chuyển vòng, ngự tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh. Mười tám bất cộng hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ tha. Nguyện dù ở tại ta bà, cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng. Nguyện lòng cung kính mười phương, chỉ thành lễ lại cung dường chư tôn. Nội trong ba nghiệp của thân, sát sanh thứ nhất muôn phần khổ lao. Chúng sanh nào nấy như nhau, đều ham sự sống đơn đau ai màng. Xét từ vô thủy kiếp mang, chúng
sanh đều có họ hàng với nhau, mẹ cha anh chị rể dâu, chỉ vì nghiệp lực đối đầu thọ sanh mà mang vạn trạng thiên hình, luân hồi sao nẻo tái sanh dương trần, u mê nào biết ta gần, họ hàng chẳng nhận ban lăng cũng lầm. Mặc tình nhai nuốt chặt cưa, mặc tình duyên hại chẳng ngờ tương liên, trong kinh Phật vẫn thường khuyên, nuốt nhai thịt cá tưởng hiền thịt con ai. Nếu vì chút lợi áo cơm mà lưới bẫy bắt vật niệm dồn nặng sâu, xa sanh tội đứng đầu, giết ăn hồ dễ khấn cầu thứ ba. Từ sanh vào cõi ta bà, chúng con chưa gặp ai là thiện nhân, xót thương chỉ bảo khuyên rằng, sát sanh hại mạng là nhân á tiền. Nên vì lợi lộc ngu si mà gieo nghiệp ác, cũng vì miếng ăn sau này rời bỏ bao thân, xa vào địa ngục trả dần tôi thương. Chịu bao thống khổ cho bừa, đầu trâu mặn ngựa té cưa thân hình, hoặc là đâm chém tanh bành, hoặc môi móc ruột mới đành án kia. Trả xong nợ chốn âm ti, trở về dương thế lại tùy nghiệp mang, gá thân làm giống xài lang, còm bèo rắn thiết chui hang núi rừng. Hoảng làm chuột bỏ côn trùng, hung máu hút mổ rút thùng phẫn dơ, hoặc làm gà chó heo tơ, cho người xé thịt chặt cưa nấu xào. Thật là khủng khiếp biết bao, khổ bao như vậy lẽ nào dễ vui. Nếu mai trở lại làm người, cũng mang bệnh hoạn tuổi đời chẳng lâu anh. Chỉ thành con lại cần cầu, sám hối nghiệp ác để đầu ăn năn. Xin chư Phật thánh hiền tăng, nhủ lòng thương xót mà hằng gia ân. Kể từ vô thị chúng con, tuy có kiến thức nhưng còn ác tâm, hoặc tham, hoặc ghét, hoặc sân, hoặc vì yêu ngạo chẳng cần tính suy. Trong lòng chẳng chúng từ bi, thẳng tay sát hại cách chi cũng làm, thề nguyện bùa chú lỗ ban, em cho đến mạc đến tàn chưa thôi. Ao hồ phá phách mà chơi, đốn rừng săn băng lưới chài chó săn, đập cuối gài mái đạo hầm, cũng tên nó đạn giết mầm sống vui. Cả dưới nước chìm
trên trời, lưới giăng bẫy khắp không nơi thoát đào, hoặc nuôi gà vịt dê heo để dành làm thịt uống chiều miếng tham ăn. Hoặc thuê mướn kẻ hung tàn, vạn long cắt tiếng làm hàng bán buôn, chúng chưa tắt tiếng kêu thương, thân đầu mai vẫy thịt xương đã rời, oan thang thâu đến tận trời. Đớn đau thảm khóc trước loài súc sanh, chỉ vì ba tấc lưỡi tâm mà mang nghiệp ác sát sinh đời đời. Ngày nay con sám nguyện rồi, từ nay việc giữ tức thời lãnh sai. Lại còn binh miên can qua, tranh giành biên giới cô mà diễm nhau. Đạn bom phá xóm nổ cầu, đích thân tàn sát hoặc thâu người làm, hoặc nghe giết chấp mừng ham ăn. Đau thương chẳng kể tham tàn thánh hung, nghề đau phủ thủ lạnh lùng, chặt đầu lóc thịt người dân chẳng màng, nghề đồ tể cũng bao tàn. Phanh thay loài vẫn dung nhan trắng trờn, bản buông khi giới đạo gươm mà đẩy xô người xuống hố hầm chẳng ghê. Biết hàng pha tổ cán xe, nặng chân dẫm đạp chẳng hề tiếc thương. Làm bao án nghiệp phi thường, nay con sám hối mười phương một lòng, mà cũng từ vô thị kim trung, mà phá thai diễm trưng độc trùng hại nhau, cắn hoang trồng chia bên áo anh. Tháo kênh diệt mũi ngăn rào lối ra, gậy roi gồng khóa khảo tra, nằm ngồi đi đứng bụng đà ghét nhau, nói thì như thể lách lao, nay con sám hối cần cầu chư tôn anh. Vì chân ngô mùi em dồn, mà con có phạm công còn thiếu chi, xin nhờ lượng thanh từ bi, chứng minh lời nguyện tức thì ác tiêu. Nguyện nhờ công đức chi thành, sám hối mà được thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân. Không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán. Giúp cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân, người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui, quy hết thảy phận rồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật Đà. Thank you.
đầu đánh lễ mười phương ấy chư Phật hiền thanh đã thương muôn loài chỉ bài phương pháp tuyên vời. Nướng lành rửa sạch ba đời nghiệp oan, nay con hối hận khóc than, xin đem tánh mạng trước đàn quý ơi. Cúi đầu đánh lễ Phật rồi, con xin bày tỏ những lời tự tâm mà sám xong ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng đã phân rõ ràng. Tôi cùng tam bảo đã mang ngay nay, xin tự sám muôn đàn ác tâm mà trong kinh Phật dạy ân cần, thân người có được muôn phần gian nan. Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn, trăm ngàn vạn kiếp thế gian khó cầu, thánh tăng dễ gặp được đâu ơi. Đức tin khó lập, đạo màu khó nghe, mà nay thuận tháo trăm bề, thân người đã được chỉnh tề giác quan. Pháp Phật thường chiếu mười phương, tổ thầy chẳng ngại chỉ đường liễu sanh. Vậy mà chẳng biết duyên lành, chẳng mong giải thoát ngục hình khổ đau, tâm thần tưởng chuyện đâu đâu, luân hồi sao nẻo dễ hầu thoát ra. Chư Phật hiền thánh bảo là chứng minh lòng sám Phật đà độ con, tội kia nói mãi chẳng mòn, chẳng kính tôn tưởng lại còn khinh chế. Thiện hữu tăng chúng chẳng nghe, phá chùa đốn tượng nghe về chi đâu. Phòng chơi phòng ngủ trên lầu, phòng thờ tầng dưới thiếu màu trang nghiêm, mà có khi đặt tượng kề bên anh. Khỏa thân đi lại chẳng hiềm lễ nghi, Phật bảo chẳng biết nể gì. Nay con sám hối hành vi lỗi lầm, đối cùng kinh sách vô tâm, mà bàn tay dơ bẩn mà cầm sách kinh, hoặc dùng lời nói vô tình, lời thô tiếp tục phê bình chẳng nương em. Hoặc để kinh sách đầu giường, nằm ngồi bất kính chẳng thường nể nang, hoặc xếp lẫn lộn vứt quăng, gầm bàn góc tủ chẳng năng giữ gìn, chất chồng kinh sách xéo xiêng, gáy lông trang rách chẳng phiền sửa sang. Đã không tu tập đàng hoàng, sách kinh pháp bảo chẳng màng sẽ chia, ác nghiệp vậy phụ tư bề, chí thành sám hối con thề chẳng hơi âm. Học kinh chú lại biến lời, nằm ngang nằm ngửa nói cười huyên thuyên, hiểu sai ý Phật thanh hiền,
chánh, tà cũng chẳng phân niên. Nói càng dạy người lên mặt bao văn. Văn từ trao chuốt luận bàn ý riêng, che bà chánh pháp đạo điên. Đề cao tà thuyết kiếm tiền nuôi thân, chẳng từ hành đồng vô luân. Đại thừa hủy bán tội trần khó tiêu. Ác nghiệp dẫu tạo bao nhiêu, con xin sám hối mọi điều đã sai. Kể từ vô thủy kiếp lai, đối cùng tăng bảo tội dày biển bao. Chẳng tôn đức trọng đạo cao, đặt lời theo dịch ra vào dèm chén. Làm cho tuyệt giống Bồ Đề, phá hòa hợp chúng thị phi pháp màu. Bảy tuồng trên bọc trong dâu, phá hạnh thanh tịnh làm rầu người tu. Khuyến dụ bát chánh bỏ lơ, giả trang hình tương xét dò tăng thân. Ôi thôi tội ác vô ngần, con xin sám hối phân trần đầu đuôi. Đối trước tam bảo ba ngôi, lộ thân lóa thể lôi thôi áo quần. Dám dày cùng với tay chân, bước lên điện tháp chẳng cần sạch dơ. Đạp xe vọt ngựa phóng bừa, sông vào tự viện chẳng thưa hỏi gì. Miệng nhổ hồng khàm mũi xì, chẳng còn ai ngài nể vị già lắm. Bao nhiêu tội ác đã làm, chỉ thành sám hối nay cam giữ gìn. Này con đành lễ phân tiền, thành tâm sám hối tôi liền tiệt tiêu. Đời đời cùng Phật cảm chiếu, gặp tăng gặp pháp mọi điều kính tôn. Cũng dường lắm vong báo chân, giống lòng cầu pháp chẳng ngần ngại xa. Bồ Tát thì hiện ta bà, con xin đem hết công ra hộ trì. Phước lành như núi Tu Di, trên thờ tam bảo dưới vị chúng sanh. Cúi đầu lại đứng Thế Tôn, con xin tận đáy tâm hồn ăn năn. Kể từ vô thủy trôi lăn, luân hồi muôn kiếm trong lặng. Phàm phu không phân sang cả hèn ngu, gây nhiều tội ác nghìn thu chẳng mờ. Lớn như sóng biển vô xô, nhiều như cát trải đôi bờ hằng gian. Do đâu tội lỗi ngâm tràn, hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mũi mê. Nói năng chẳng biết nghĩ suy, làm thề chẳng ngại điều gì hại nhân. Nghĩ thì điên đảo xoay vần,
chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn, hoặc vì mê mẩn sáu căn, đối người tìm vẫn muôn phần lãng sai. Luôn luôn tự thị có tài, biến đâu tài với chữ tài môn vần, hoặc vì chẳng quán nội tâm mơ tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên. Hoặc vì theo cảnh đau điên, chẳng tường chân giá nào phiền càng tăng, tu hành theo lối lăng xăng, cho nên ba chướng không từng dám suy. Nghiệp chướng bao chướng chẳng lê, thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm, càng ngăn tri giác nội tâm, có đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vàng Phật dạy trong kinh, ba chướng phải diệt tu hành mới nên, ăn năn sám hối cần chuyên, thề tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao. Diệt ba chướng tận ly hào, sáu giác mười nghiệp trần lao sanh dần, bốn ngàn tam vạn khổ luân, cùng nhờ sám hối được phần tịnh thanh. Con nguyện trì tụng pháp lành, Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cũng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử thề nguyện thành tâm, sám bằng tất cả tinh thần, tất cả mạng sống bảy tâm vương bờ, một là hổ thẹn nghiệp dư, con cùng với Phật khi xưa môn hàng. Mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân, con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên, thật đang xấu hổ ưu phiền, thế mà chẳng thẹn huyên thuyên nói cười, hay là sợ hãi ngập trời, cùng loài phàm tục sống đời vô thiên anh.
chẳng về cõi lối triền miên, chánh xa địa ngục xa nghiền khảo tra, xúc sanh quỷ đói ác ma, đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh tử tra vai nghiêm trần, hãy xem sông chán xoay bằng, vô thường vô ngã thân chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ nấu xào, sớm còn tối mất khác nào phù vân. Toàn thân chẳng khác uế phân, chẳng gì trong sạch chẳng phần thành cao. Mà chưa chan bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay. Bốn là giọng mạnh không tài, tu hành tinh tấn mong ngày thành công. Tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giá không mong an nhàn. Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh. Sáu ba la mật chuyên tinh, ba mươi bảy phẩm tu hành trợ duyên. Thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm phân biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hay. Xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mắc hình hài phàm phu anh. Khổ đau đài đoa nghìn thu, gây bao tội ác oán thù triền miên. Nay xin xóa bỏ ưu phiền, thân thù hai ngã con nguyện chẳng vướng. Sáu là ơn Phật to tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân. Sám giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tay chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con sinh, bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương. Cũng vì hai chữ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành phận tâm. Làm sao bao nổi phận ân, vá khiên dấu nặng hả ngần ai chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nổi ân vì chúng sanh. Để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Nay con báo đức Phật Đà, một đời xin nguyện thiết tha tu hành. Mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau. Tỳ lô tánh hải cũng vào, ấy là ơn phận thâm sau bao đời. Bảy là quán sát tội kiên, tội do đầu tới triền miên chất chồng. Tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh.
do nhân duyên tạo mọi điều phát sinh, tội lỗi gây nhiều trái oan. Lời kinh Phật dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh, nhân duyên thác loạn mà sanh. Nhân duyên đoạn diệt tội tình hoàn không, tâm tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn. Ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tánh lòng con chí thành. Cầu xin chư Phật thương tình, ra ơn cứu độ tâm thành quyền.